Anh ơi, anh chưa sợ diều cáp quang ha anh? Chưa, không hề. Cáp quang còn nhiều các bạn ơi. Mình sẽ làm chừng nào hết tất cả các loại diều trên thế giới bằng cáp quang mình mới nghỉ nha các bạn. Hết kiến này mình mua kiến khác. Đó, bây giờ là mình làm xong diều cáp quang rồi nè. Nói chứ thực ra là mình cũng tiết kiệm cáp quang lắm các bạn. Mua rất là khó. Các bạn thấy đây là cái đuôi của con diều đại trà hôm trước á. Mình gỡ ra xong mình làm lại con diều khác nè. Chứ không phải là cứ xài tùy tiện luôn nha. Nó rất là khó mua các bạn ơi, ít người ta không ship. Thì mình đã làm xong một con diều đây nè, con diều cáp quang. Nói cho mấy bạn nghe luôn là lúc đầu á là mình cố tình mình làm dán đại trà các bạn, nhưng mà khi mà làm xong cái khung thì mình thấy nó không giống lắm các bạn ơi. Cái gai thế này nè, không biết nó có bay được không đây. Bình thường á là mấy con diều cáp quang thấy người ta làm dễ bay lắm, nhưng mà mình thì mình không biết làm cho nên là mình nó thấy nó hơi khó. Với cái phần đuôi nè, đúng ra là mình sẽ uốn cho nó nhỏ hơn nữa các bạn, bóp cho nó nhỏ hơn nữa, nhưng mà tới đây à nó cứng rồi, nó kêu cắt nó muốn gãy cái cáp của mình ra luôn các bạn, cho nên là cái làm cái đuôi nó có bề lớn đây thôi à. Mình như là mình sẽ tận dụng lại những cái nang mình đã làm rồi, cái nào mình chơi được mình chơi nha, đỡ phải mất công mà mình lấy cái mới rồi mình xài thì nó hơi phí các bạn. Ý của mình á là mình làm dán đại trà nhưng mà làm ra rồi nó không biết là đặt tên nó là gì luôn, thôi cứ gọi nó là diều cáp quang đi nha các bạn. Rồi các bạn thấy là nó giống con diều gì ha, nhưng mà quan trọng một điều là nó có bay được hay không đã. Bây giờ là mình sẽ đi dán nè, có thể là mình sẽ vô mình lấy cái vải màu hồng hôm bữa mình dán nhiều á, xong mình dán cho nó luôn ha, dán cho nó một cái màu lên đi. Rồi sau đó là mình sẽ đi thả thử nha các bạn, con diều cáp quang mình nó thành công nha. Đây là diều cáp quang đầu tiên của mình, thì hy vọng nó sẽ bay được để mai mốt mình còn cái động lực để mình làm mấy diều khác nha. Mày mà cắm đầu mình mà hư cái nữa là nản mà nghỉ làm luôn á ha. Rồi bây giờ chị Dung đứng đây đợi nha, đi vô giỏng dán con diều xong quay ra chị Dung cỡ nửa tiếng à. Chị Dung đứng yên đây nha, đừng đi đâu nha. Đứng yên đây chờ luôn hả anh? Bấm quay đứng chờ luôn phải không? Rồi rất là nhanh thôi, mình đã dán xong con diều của mình rồi nè. Con diều này thì mình đặt tên cho nó là Light Tùm Lum nha. Nó bị đột biến các bạn ơi, nó like nhiều thứ quá. Mình nhìn vô nhiều là mình có thể thấy nó like nhiều thứ rồi đó. Light Tùm Lum thiệt các bạn ơi. Hành chính thì bằng lục bình nha, còn cánh thì cáp quang, cánh thì màu hồng. Nó like là nó like từ cái phần khung cho đến cái phần dán diều, các thứ nó like hết. Nên bây giờ nó không ra cái dán diều nào các bạn, nhưng mà quan trọng là nó bay được hay không đi ha. Nếu mà nó bay được thì mai mốt mình sẽ cố gắng mình làm cho nó gọi là giống cái hình của chiếc ha, trước mắt thôi cho nó bay được cái nào. Còn về chỉnh dán thì mình sẽ chỉnh sao. Bây giờ mình sẽ cột cho lẹo hơn nữa, mình đi ra ngoài chỗ thả diều, mình thả chị vô nha. Mưa rồi, mình đã đi tới chỗ thả diều thường ngày của mình rồi. Cũng may là ở huyện, ở cái tỉnh của mình không bị cách ly, không bị giãn cách xã hội nha. Phải là bị cấm đi thả diều là thôi luôn, chết đói luôn các bạn. Cột cho nó một viên đá nha các bạn. Cái con diều này nhìn là thấy nó nhẹ, trước mắt là thấy nó nhẹ cái đầu rồi đó. Mình phải cột viên đá cho nó đi, cho nó chắc ăn nha. Bay không bay gì cột trước đi rồi tính. Chứ mấy con diều này hôm trước mình có làm một lần rồi, nhẹ đầu kinh khủng các bạn ơi. Phải cột đá cho nó mới được. Bữa nay đừng là thằng điêu nha anh. Thằng điêu dễ chết. Hôm trước có ông kêu con diều đại trà của tôi là thằng điêu đại chết trời. Ơ thằng điêu dễ chết chứ. Đau lòng gì đâu. Cái hồng ác lắm. Để tôi làm mấy ngày nữa, chừng nào mà có tre á, làm hẳn hồi một con diều đại trà bằng tre nha. Em đứng đây chờ anh nha. Rồi, hy vọng mình nó sẽ bay được nha, mình lại kia mình giật nha. Em cũng thấy cái cánh nó cứng anh. Chỉ sao bay được anh? Sao xoay tròn như vậy? Cánh cứng quá rồi. Đây là lần đầu tiên mà mình dùng cáp quang để mình làm diều. Và mình cảm thấy một điều là lúc nãy mình cắt cái nang hơi ngắn là một sai lầm của mình luôn. Kiểu mà nó ngắn các bạn, nó sẽ bị cứng cái phần cánh đó. Thiệt khủng quá. Giờ nhà chị Dung cầm diều giùm nha Dung. Chị Dung cầm lại bên kia. À chị Dung cầm lại bên kia giùm ha, kéo một cái rồi các bạn. Sao mà kỳ quá
làm nhiều dễ thương đó, ba cũng được tiếc lắm. Cuối cùng cũng nhờ trợ giúp rồi các bạn ơi. Rồi chị Dung đi lại kia đi. Ở đó chị Dung ơi. Rồi chưa, quay chưa? Quay rồi. Làm lại lần nữa anh ơi. Nãy đếm lụm. Khoan khoan lại lần nữa đi. Cái loại diều cáp quang này nó không đơn giản chút xíu nào các bạn, rất là khó ăn luôn. Thấy vậy thấy giống như có cái nang sẵn làm thì dễ, nhưng mà thực sự các bạn làm thì các bạn mới biết. Chỉ là để hôm sau mình sẽ làm lại con diều to hơn thôi, chứ con này thua rồi. Còn cánh nó lên nè, cho xe, cái cánh nó cong tí à, cho cánh nó cong tí coi giật nó bay được không nghe các bạn. Khó quá các bạn ơi, khó thực sự á. Đây là cái nang ba ly, nang cáp quang ba ly, sai lầm thiệt chứ. Quý vị lúc chưa là mình sẽ cắt cái nang dài hơn các bạn, cắt dài hơn thì nó cứng nhưng mà nó dài thì nó sẽ bọc gió nhiều, nó sẽ gọi là tương thích với cái con diều ha. Còn kiểu này là hết cắt rồi. Xem như hôm nay là một bài học cho mình, để mai mốt mình có làm nhiều bằng cái cáp quang ba ly này á thì mình làm cái nang cho nó dài ra chút xíu. Tại vì mình sợ lúc đầu mình làm là mình sợ nó sẽ bị yếu các bạn, nếu mình làm dài quá sợ nó yếu, là ngắn cuối kết quả thì bạn thấy là nó bị cứng nang quá. Mình làm đủ mọi cách rồi nhưng mà nó vẫn không bay được. Để ngày mai mình sẽ làm lại con khác, mình chưa chịu thua nang cáp quang đâu các bạn, mình còn nhà nhiều mà. Ngay từ đầu mình đã có linh cảm là hôm nay mình sẽ làm chuột bạch cho các bạn rồi, đúng vậy luôn á. Như là mai mốt mà ai làm diều cáp quang á thì có thể lên xem video này, mình đã thất bại như thế nào, mình làm con diều 90cm ha, nang cáp quang ba ly cứng cực kỳ luôn, ngon lắm nhưng ba không được. Thôi bây giờ mình sẽ về, mình đăng cái video này lên. Và mình những bạn nào mà có muốn làm diều nang cáp quang á thì biết đâu đó các bạn có thể xem được video này, và các bạn là làm cái nang nó dài ra một chút xíu ha, còn nếu mà làm ngắn như mình thì thôi thua, bỏ ý định nó luôn đi nha. Rồi bây giờ thì tụi mình đi về nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video con diều nang cáp quang tiếp theo nha. Con tiếp theo chắc chắn sẽ thành công. Xin chào nha.